Chú Dương, ai hung con thuốc quắc vậy? Con một cái má thuốc quắc vậy đó mẹ ơi. Đây là con trai lớn Tiểu Minh. Năm nay nó 6 tuổi. Năm mới vừa lớp 1 tiểu học. Bú sữa nha. Nãy giờ mày đợi về bú sữa. Tiểu Ok. Nó còn mấy ngày nữa đó. Sợ chịu không? Gái yêu. Hai người con của tôi. Cái đâu đẹp gái vậy? Tôi không nghĩ tới chồng của tôi lại bỏ đi như vậy. Cái đâu đẹp gái vậy nè mẹ ơi. Ba mẹ con chúng tôi. Tôi hốt lắm. Hôn mẹ đi. Cái gì cũng không biết. Tôi hôn mẹ đi. Tôi cũng chưa từng ra ngoài làm việc. Cuộc sống sau này tôi cũng không biết phải làm thế nào. Chị Phương ơi. Chị gặp lại. Tôi cảm thấy anh ta có gì khác thường không? Không có gì khác thường. Gái lớn tướng này nè. Cái này ảnh đẹp giống như bình thường. Mặt mặt đẹp mới sợ quá. Thức dậy, đánh răng rửa mặt. Sau đó ăn một cái bánh chinh quá à. Rồi, ê, té con. Té xuống đất. Anh ít khi bị bệnh lắm. Té nha con. Cũng nói, bản thân con mâm bú sữa nha. Con hổ. Chịu không? Bú sữa nha. Ra ngoài làm việc, mỗi ngày đều làm. Gái ơi, bú sữa nha. Chịu không? Bú sữa nha. Tiền cơm, tính theo ngày.